con xin kính chào quý cụ quý ông bà cùng tất cả anh chị em các bệnh nhân rất thân mến. Giờ đây chúng ta cùng nhau lắng nghe tin mừng ngày thứ bảy, mùng 6 tháng Giêng năm 2024. Chúng ta cùng sốt sắng lắng nghe tin mừng Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco, khi ấy ông Gioan rao giảng rằng: Có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quay dép cho người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn người người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần. Hồi ấy Đức giê -xu từ Nazareth miền Galilee đến và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Gio Đan. Vừa lên khỏi nước người liền thấy các tầng trời xé ra và thấy thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên người. Lại có tiếng từ trời phán, con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Đó là lời chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta ôn lại lời Chúa ngày thứ sáu mùng 5 tháng riêng khi Đức Giêsu thấy ông Philip về thì Đức Giêsu nói anh hãy theo tôi. Chúng ta hãy ghi nhớ câu này. Chúa nói với cái Chúa nói với tất cả chúng ta cái câu này, anh hãy theo tôi, con hãy theo ta. Rồi ý thứ hai, đây đích thật là một người Israel lòng dạ không có gì gian dối. Chúng ta sống giữa một cái xã hội ngày hôm nay nó dường như cái gian dối nó trở thành cái quen rồi chúng ta cần phải nhìn lên Chúa, lạy Chúa, xin Chúa cho con thấy được cái sự gian dối của lòng con và cho con cũng tập cố gắng sống không có gian dối, không gian dối với Chúa, không gian dối với giáo hội, không gian dối với nhau. Và ý thứ ba, anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Nếu chúng ta thật sự rũ bỏ để đi theo Chúa, chúng ta sẽ thấy được những điều lớn lao, nhất là thấy trời rộng mở mà chúng ta cùng với các thánh, các thiên thần đi vào thiên đàng. Rồi chúng ta đi vào tin mừng ngày thứ bảy mùng 6 tháng riêng. Khi ấy ông Gioan rao giảng rằng có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quay dép cho người. Tức là ông Gioan Tài giả ông ấy cảm nhận rằng là Đức Giêsu con Thiên Chúa đang đứng ở sau lưng của ông, đang đến sau ông. Thì đây là một cái cảm nhận cũng 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 rất là tuyệt vời cho đời sống đức tin của chúng ta khi con năm 2000, đấy thì con có đi giúp xứ à, cho một ông cha cố ông khi con giúp xứ thì ông cha cố cũng bảy mươi mấy tám mươi rồi thế thì đó là một cái xứ vùng quê thế thì chiều chiều đến thì ông cha cố ông hay rủ con đi để mà trồng cây xung quanh nhà thờ đấy tại đất nhà thờ nó cũng rộng thế thì con hỏi ông là trồng cái gì thì ông nói ông trồng cái cây gỗ Gỗ, gỗ gỗ xoan gỗ gì đấy hỏi là cái cây này thì bao nhiêu năm thì mình mới có thể thu hoạch mình có gỗ thì ông nói là cái này thì phải cả trăm năm thì cái gỗ nó mới quý thế thì à, con có nói cái là ông cha cố trời cha cố năm nay bảy mấy tám mươi rồi mà trồng cây trăm năm vậy thì, thì đâu có được hưởng ừ. cái gì đâu <laughs> thế ông cha cố ông nói với con là thầy này sao lại nói thế mình trồng là trồng cho chúa cho giáo hội thì chúng ta thấy không tất cả là làm cái gì thì cũng có cũng có một cái 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 linh cảm có một cái cảm nhận rằng là cho Chúa chứ không phải là cho mình có một đấng đến sau tôi tôi không đáng cởi quay dép cho người rồi mẹ Teresa Canquita thì khuyên các linh mục là khi dâng lễ đấy thì hãy nhớ rằng là có Đức Giêsu đang hiện diện thì con thì con cũng tập cái tinh thần này khi mà dâng lễ đặc biệt là trong những ngày mà nó không có được khỏe thì con cứ tâm niệm một điều là Chúa Giêsu đứng sau lưng con Chúa Giêsu đứng sau lưng con xin Chúa Giêsu đứng sau lưng con con cũng tập hết rồi bây giờ thì mỗi khi dâng lễ thì con cũng cũng cảm nhận được có một cái sự động viên đó à, rồi khi đi làm việc bác ái cũng vậy thì con cũng vẫn luôn luôn nói là lạy Chúa xin đứng sau lưng con để tất cả những việc con làm không phải con làm mà là Chúa làm thế thì đây là một cái cảm nhận đức tin chúng ta cần thứ nhất là chúng ta tập suy nghĩ như thế thì chúng ta cũng xin chúa ban ơn để cho chúng ta cảm nhận rằng là có một đấng đứng sau lưng tôi đó là thiên chúa tôi không đáng cởi quay dép cho người tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước còn người người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng thánh thần phép rửa bằng thánh thần là thế nào đức giê xu bị đóng đinh trên thập giá này rồi đức giê xu bị cái quân lính nó đâm vào trái tim máu và nước chảy ra rồi đức giê xu chết này. khi đức giê xu tắt thở thì cũng là lúc mà chúa chúa cha ban thánh thần này. thế thì phép rửa trong thánh thần đó là phép rửa qua cái chết của đức giê xu con người lãnh nhận được Chúa Thánh Thần để xóa hết tội lỗi cho chúng ta. Đấy. Thế thì ông Gioan Thầy Giả nói tôi làm phép rửa trong nước tức là tôi chỉ kêu gọi ông bà anh chị em sám hối thôi. Còn đấng đến sau tôi là Giêsu thành Nazareth, đấng ấy sẽ chết cho anh chị em và qua cái chết của ngài, Thiên Chúa Cha ban Thánh Thần tha tội cho anh chị em. Đó là phép rửa bằng Thánh Thần tức là phép rửa bằng máu. Đức Giêsu đổ ra Hồi ấy Đức Giêsu từ Nazareth đến miền Galilee và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Giô-đan. Chúng ta thấy là Đức Giêsu cũng chịu phép rửa của ông Gio-an. Phép rửa của ông Gio-an là phép rửa dục lòng thống hối. Thế thì chúng ta cần phải xác tín với nhau rằng là Đức Giêsu là đấng vô tội, ngài không phải dục lòng sống thống hối. Thế nhưng mà Đức Giêsu muốn đi với dòng người tội lỗi để để cảm nhận để sống để mang lấy cái thân phận tội lỗi của những người tội lỗi. À, còn à, kể cái câu chuyện là trong nhóm bác ái của chúng con này có một cái chị này, nó thật sự thì nhà chị cũng rất là khá. Thế nhưng mà chỉ sau khi biến cố cái đứa con của chị bị tai nạn chết, anh chị có một đứa con thôi, một cái đứa tai nạn chết, thì lúc đấy thì chị chị quá thất vọng, thì chị nói thưa cha, giàu có mà làm gì, cuối cùng con cái mình cũng chẳng được hưởng, mà có thể là chính mình cũng không được hưởng. Thế thì có lẽ là cũng qua cái biến cố đó thì Chúa cũng tác động cho chị có tâm lòng đến với những cái người nghèo. Thế thì khi mà đi phát cơm cho những người nghèo nha, ấy, chị cũng góp tiền rồi nấu nướng này kia phát cơm, thì chị cũng xếp hàng, chị nhận một cái phần để chị ăn. Thế hỏi là thôi chị làm mệt rồi chị ngồi nghỉ chứ xếp hàng chi chị bảo trai Con muốn xếp hàng với những người nghèo để con cảm nhận được Để con cảm nhận được cái người nghèo nó nó đau khổ như thế nào và người ta cần cái phần chia sẻ như thế nào mà con có cảm nhận được như vậy thì con mới 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 mở lòng ra con mới mở lòng ra con thấy là cái chị này cũng rất là tuyệt vời thế thì Đức Giêsu của chúng ta là đứng vô tội nhưng mà Vì yêu con người lên Chúa Giêsu đứng với chúng ta Chúa Giêsu đứng với chúng ta và đây cũng sẽ là một cái cảm nhận tốt lành cho tất cả chúng ta dù chúng ta có tội lỗi mấy 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 đi chăng nữa thì Chúa vẫn đứng với chúng ta. Dù chúng ta có tội lỗi mấy đi chăng nữa thì Chúa vẫn đứng với chúng ta, bởi vì Chúa yêu chúng ta và Chúa muốn Chúa muốn mang lấy cái thân phận tội lỗi của chúng ta. Chính vì thế mà hôm nay Đức Giêsu chịu phép rửa của ông Gioan. Vừa lên khỏi nước tức là phép rửa rửa của ông Gioan, đó là tức là dìm xuống đấy. Tức là ông đứng trên một cái dòng sông cạn cạn thôi, thế thì dân chúng cứ là xếp hàng đi tới ông thì ông dìm xuống coi như là chết đi rồi kéo lên là sống lại tức là chết đi với những cái tội lỗi sâu xa của mình mà từ nay mình sống tốt thì Đức Giêsu cũng được ông Doan thể giả lại như vậy dĩ nhiên thì ở một đoạn khác cho chúng ta thấy là khi ông Doan thấy Chúa Giêsu đến thì ông ta ông ta rất là giật mình ngỡ ngàng ông bảo là thầy phải làm cho tôi chứ làm sao mà tôi có thể làm được cho thầy thì Đức Giêsu nói là anh cứ làm đi bây giờ cứ thế đã để chọn lẽ công chính tức là Đức Giêsu muốn mang lấy thân phận tội lỗi của tất cả loài người chúng ta. Vừa lên khỏi nước, Đức Giêsu liền thấy các tầng trời mở ra, xé ra. Cái từ gọi là xé ra. Trong cụ ước thì là trời đóng lại. Và bây giờ ngày hôm nay Đức Giêsu dìm mình xuống dòng sông tội lỗi. Tức là đây cũng là một cái hình ảnh Đức Giêsu sẵn sàng chết vì người tội lỗi. Và khi Đức Giêsu chết thay cho tất cả con người thì trời mở ra trời đóng lại bây giờ trời xé ra mở ra và thần khí tức là chúa thánh thần như chim bồ câu ngự xuống trên người lại có tiếng từ trời phán con là con yêu dấu của cha cha hài lòng về con chúng ta thấy là chính cái hành động của đức Giêsu sẵn sàng mang lấy thân phận của người tội lỗi rồi dìm xuống dòng nước là chết cho người tội lỗi thì đây là một cái hành động tuyệt vời à, cũng là ám chỉ đến cái chết của đức Giêsu rồi ban thánh thần khi đức Giêsu tắt thở trên thập giá thì là thần khí được trao ban Đấy, thì khi Đức Giêsu bị dìm xuống dòng nước như thế này, khi Đức Giêsu vừa lên khỏi dòng nước thì là thánh thần hiện xuống hình chim bồ câu, rồi có tiếng Chúa Cha phán con là con yêu dấu của Cha. Đức Giêsu là người con yêu dấu của Chúa Cha bởi vì Chúa Giêsu đã vâng lời Thiên Chúa Cha à, chết thay cho tất cả loài người của chúng ta. Đức Giêsu là con yêu dấu của Chúa Cha và chỉ một mình Đức Giêsu thôi là con yêu dấu của Chúa Cha thôi và với tất cả chúng ta chỉ khi chúng ta kết hiệp với Đức Giêsu chúng ta mới có thể trở nên là con yêu dấu của Thiên Chúa Cha. Thế thì một trong những cái hình ảnh mà kết hiệp với với Chúa Giêsu rõ nét nhất là chúng ta phải khiêm tốn, phải phải từ bỏ mình, phải khiêm tốn, phải khiêm tốn, phải dìm mình, phải khiêm tốn. Thế thì kinh thưa quý ông bà và anh chị em để làm đẹp lòng Thiên Chúa Cha thì chúng ta phải kết hiệp với Chúa Giêsu. Mà muốn kết hợp với Đức Giêsu thì phải khiêm tốn. Trong những ngày này thì con đang đọc cho cộng đoàn nghe chuyện của Thánh Martino cũng là một vị thánh hết sức là khiêm hạ. Khiêm hạ làm sao có thể là không danh không lợi mà có thể làm tất cả mọi việc. Có thể làm tất cả mọi việc để phục vụ Chúng ta nhớ là cầu nguyện cho nhau nha gia đình của chúng ta, gia đình lời Chúa của chúng ta cầu nguyện cho nhau để cho chúng ta sống khiêm tốn, khiêm tốn để thờ phượng Chúa và khiêm tốn để chúng ta có thể đi với những người nghèo, đi với những người tội lỗi, đi với những cái người bị bỏ rơi. Thế thì tóm lại lời Chúa ngày thứ bảy mùng 6 tháng Giêng, con xin được ôn lại ba ý. Ý thứ nhất có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi. Xin cho chúng ta luôn cảm nhận là có một thiên Chúa đang đứng sau lưng chúng ta. Có một Chúa Giêsu đang đứng sau lưng chúng ta. Và ý thứ hai, Đức Giêsu từ Nazareth miền Galilee đến và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giò đàn Tức là Đức Giêsu muốn đi với tất cả chúng ta. Ngay khi chúng ta tội lỗi nhất thì Chúa cũng vẫn đi với chúng ta. Vẫn đi với chúng ta. Và ý thứ ba, con là con yêu dấu của cha. Tức là tiếng Chúa cha phán, Đức Giêsu là con yêu dấu của Thiên Chúa cha. Xin cho chúng ta luôn sống kết hiệp với Chúa Giêsu đặc biệt qua Đức Khiêm Hạ. Để chúng ta cũng được nên con yêu dấu của Chúa Cha. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn.